xin thay mặt thành phố hết sức cảm ơn chia sẻ chị nhé. Dạ. Tao buồn là vì mình cũng bị thương. Ruột đã sổ từ lúc mà hiện trường rồi mà. Ôm ruột rồi. Đâm một cái. Đấy, nó quý lắm. Con, tao buồn là vì mình cũng bị thương rồi mất nữa. Ruột rồi. Thấy được cái gì là mày nó không biết. Đứng chắc anh quay phim thế này ha. Không, tôi cảm ơn mấy gia đình chứ. Cảm ơn Huy chứ. Dạ. Để góp phần để bảo vệ tài sản của người dân thành phố này. Còn cái việc mà tôi đi thăm là cái chuyện bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ, không dạ. Có bận tâm. Yeah.